Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt cá chỉ bằng khúc củi khô. Đầu tiên dùng khúc gỗ nhỏ có kích thước giống nhau làm thành giá. Chỉ cần có cá bơi vào thì chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im ở trong, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể quay lại mặt nước. Hơn nữa dùng cách này thì lúc nào cũng có cá bơi vào. Chỉ trong vòng nửa ngày đã có thể bắt được hàng trăm con cá. Người đàn ông này là cao thủ bắt cá bằng bẫy, cũng là nỗi khiếp sợ của lũ cá nơi đây. Trong đầu anh ta có vô số loại bẫy bắt cá khác nhau. Số cá anh ta bắt đủ để mở cửa hàng bán cá. Cho dù là nước chảy xiết thì cũng không thể ngăn được việc anh ta lắp đặt bẫy. Bởi thứ gọi là đam mê thì mẹ có đấm vào mồm vẫn phải thực hiện. Hôm nay anh ta tiếp tục ra sông làm bẫy. Chỉ thấy người đàn ông ghép những khúc gỗ lớn nhỏ thành khung, sau đó dùng dây buộc chúng với nhau. Chỉ cần có nước chảy qua thì cá sẽ theo đó mắc vào khung này. Nhưng đây chỉ là bước sơ bộ ban đầu. Không lâu sau, phần khung đã được hoàn thành. Sau đó người đàn ông tiếp tục đẽo cây. Phải chọn thân cây có bán kính ít nhất là 10 cm. Sau đó cắt nó thành những miếng gỗ nhỏ có hình tròn. Quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian. Đồng thời phải cắt ra khoảng 300 miếng gỗ như hình mới được dừng lại. Công việc này thật sự rất tốn sức. Nhưng đối với một người dày dặn kinh nghiệm như anh ta thì đây cũng không phải là một việc khó khăn. Bằng kỹ thuật của mình, anh rất nhanh đã đẽo gọt xong đống gỗ. Để bắt được cá lớn cần phải xếp từng miếng gỗ dẹt thành lớp như vảy cá. Mỗi lớp đều phải xếp một cách cẩn thận để đảm bảo cá sẽ không thể thoát ra ngoài. Cuối cùng là lớp ngoài cùng, phải dùng miếng gỗ dẹt có đường kính dài khoảng 30 cm mới có thể dẫn đàn cá tiến sâu vào bẫy, đồng thời không thể chạy ra ngoài. Nhưng đây vẫn chưa phải bước cuối cùng, lúc này vẫn phải dùng cành cây vây kín xung quanh phòng cá nhảy ra ngoài. Người bình thường sẽ không thể biết đây là cái bẫy cá. Nhìn có vẻ khó nhưng khi bắt tay vào làm còn khó gấp đôi. Tuy không mất sức nhưng lại rất mất thời gian. Nguyên vật liệu chủ yếu đều là gỗ và cành cây khô. Bây giờ đã tới bước cuối cùng, để đàn cá giặt vào bẫy, người đàn ông phải dùng cá bít kín khe hở phía dưới. Cạnh cửa ra vào cũng cần phải dùng đá xếp chồng để đảm bảo có lượng nước chảy qua bẫy. Sau một hồi cải tạo, bẫy bắt cá đã ra đời. Lúc này cá một khi trôi vào sẽ không thể thoát ra. Xong xuôi mọi việc, người đàn ông bắt đầu lấy máy quay ghi lại quá trình bẫy bắt cá. Lúc này việc anh ta cần làm tiếp theo chỉ là ngồi một chỗ đợi cá lớn xa bẫy. Trong camera không lâu sau đã có cá bơi vào. Bọn chúng đều ngoan ngoãn nằm trên lớp gỗ, hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. Cá bơi vào bẫy ngày càng nhiều. Còn chưa tới một tiếng, bên trong đã được chất đầy cá. Xem tới đây không khỏi cảm thán, người đàn ông phải là người rất thông minh mới có thể làm ra loại bẫy hiệu quả này. Tiếp theo đây sẽ là cách bắt cá cực kỳ đơn giản, chỉ trong vòng một ngày đã bắt được rất nhiều cá. Lúc này chỉ cần mang xô tới bỏ cá vào rồi đem về là xong. Hơn nữa phía dưới còn có một tấm lưới, vậy nên chỉ cần kéo lưới lên là có thể vớt được cá. Thao tác cực kỳ đơn giản, không hề mất sức, ngược lại còn tiết kiệm thời gian. Nhưng mấu chốt là cần phải tìm được một vị trí giăng lưới phù hợp. Sau khi giăng lưới xong xuôi có thể về nhà ngồi đợi, khi nào muốn ăn cá thì ra bắt về. Vậy bẫy cá này có đơn giản như chúng ta thấy? Hãy cùng mình theo dõi tiếp video nhé. Đầu tiên, người đàn ông vác một cây sắt dài 5 mét bắc qua hai bờ sông. Để độ cao được chuẩn xác nhất, người đàn ông thậm chí còn tỉ mỉ lấy thước ra đo đạc tính toán. Sau đó bắt đầu xếp đá chuyển hướng chảy của dòng nước. Xong xuôi bắt đầu xếp đá chặn một hàng dài dưới cây sắt. Mục đích vẫn là đổi chiều dòng chảy, đồng thời giảm tốc độ nước chảy. Sau khi xếp đá chặn phía sau, anh ta lại tiếp tục xếp đá tạo mặt phẳng phía trước. Xong việc liền chạy tới bờ sông lấy cỏ lót xuống mặt trước thanh sắt, rồi lấy đất đổ xuống làm lớp nền đất, cố gắng làm cứng bề mặt để không bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Tiếp đó lại chát một lớp xi măng lên, nhìn hình dáng rất giống ruộng bậc thang. Sau khi chát xi măng xung quanh, người đàn ông bắt đầu lắp lưới sắt vào bậc thang phía dưới, mục đích để nước thoát ra ngoài, còn cá sẽ bị kẹt ở lại. Để cá không thể nhảy ra ngoài, anh ta còn cất công làm một vách ngăn bằng xi măng cứng cáp. Nhìn kỹ thuật điêu luyện này, cảm thấy anh ta nên đi làm phụ hồ mới đúng. Không lâu sau, một cái bẫy bắt cá đã được hoàn thành. Hiện tại chỉ xi măng khô nữa là xong. Mặc dù hiệu quả nhưng cái bẫy này lại mất quá nhiều thời gian công sức, đồng thời phải cần có vốn mới có thể hoàn thành. Hôm sau khi thấy xi măng đã cứng cáp, người đàn ông mới dỡ lớp đá chặn trước đó để nước chảy qua bẫy. Lúc này dòng nước bắt đầu chảy xuống bậc thang phía dưới, trở thành một cái hố hút cá. Thông qua dòng nước, đàn cá sẽ bị mắc kẹt dưới lưới. Cứ như vậy chỉ sau một đêm đã thu hoạch được rất nhiều cá. Lúc này người đàn ông chỉ cần mang xô ra hút cá, chỉ cần thò tay xuống đã có thể bắt cá bỏ vào xô, không hề tốn sức. Lát nữa sẽ có cá mang ra chợ bán. Liệu bạn có muốn áp dụng loại bẫy hiệu quả như này? Video hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.